nghe lầm. Sao này đó nghe mình. Chị Phụng chứ nói rõ ràng là 2 chai 7 ngàn. Rồi thôi coi nè gương mặt nè. Coi kìa, coi cái mặt đơ luôn như xịt keo luôn. Chị á là mình qua mình bán là được cái đẹp mua. Giống như bữa đi quay cái bên Hoàng Sơn á, đi quay bên Xuân Phước á, cái vô nhăn nhăn Hoàng Sơn bảo hết. Rồi bây giờ quay bên đồ kia quanh đây cũng nhăn nhăn. Vậy giả bộ chiêu trò nhăn nhăn mà chưa ai bảo. Bỏ đi. Bỏ đi. Hồi nãy xách cây dù qua. Xách cây dù qua. Ê nó nghe nè, tao biết ở đây vậy tao đem qua tao bán nha. Phải tao biết mà phải tao biết cái đoàn bạn ở đây tao đem mà. Thôi chị mình cho bán cho mình. Xách cây dù. Cách đây 5 ngày. Ê bữa nay 5 tay lại quay ở đây nè, tao bán 100 chai đó. Trời ơi. 100 chai. Thôi đúng rồi nè mọi người ơi, em có 100 ngàn, em mua giùm má Phụng mọi người cho em thêm tiền để mua đủ. Đó đó cũng như hôm bữa nha. Nè nè cũng như hôm bữa mày lấy một mày lấy 100 ngàn mày xin anh em đồ này nọ nghe chưa? Rồi hồi lát về rồi mày bị giật nghe chưa? Nghe chưa? Đó. Ừ. Nó quay kiểu trước nó kêu tới bà ngày 7-8 anh rảnh không? Ai rảnh không? Dạ không. Ông tôi chờ. Hả? Rồi rốt cuộc cái tôi ở không. Cái này cái một cái đoàn kia nó kêu ngày 7 em kẹt thôi chị Phụng đi. Đó là nhờ là tôi ế ở không tôi chờ nó đó vậy mà bên được lúc bên đây nó kêu đóng thì ra mà không có tôi. Không. Mà tôi rõ chưa cái đó. Ok kệ bù lại hôm nay. Bù lại hôm nay nó cho chị xách cái thùng da ua từ bên đoàn kia qua đoàn nó bán. Nói vậy à. Mà đoàn này nó có người xách đi. Mày ha, mày đó, không ai Hùng á. Hùng cái thời vụ mà bữa xin 100 ngàn đó. Đúng rồi, thôi đừng ai mua hết á, đừng ai mua đó. 7 là 10 chai mà cái này hơn 10 chai mà 23 chai. Trời đất ơi trời. 23 chai. Má ơi, không, mày kêu sách về, tao đâu có ngu vô. Sách cái dù rất là ủng hộ quá. Mấy cái đồn bên đây đông quá, bệnh sáng giờ tao bán vô không được, ế, tụi bay mua ủng hộ. Người ta nói xong cái te về cái giác nguyên cái thùng bay mua qua vậy mà nói không ế. Đi quay, cái vừa nghe bên đèo là thấy cái tụi nó nhà nó mua kìa. Con Nhật Hảo mua 3 chai nè. Rồi con gì? Bán luôn là nhờ anh em với đoàn thôi mà chứ đâu đâu có bán được người ngoài. Bán cho đoàn, bán cho nghệ sĩ thì bán đâu có bán được người ngoài đâu, đâu có ai mua đâu. Em đừng quay nữa, em quay như vậy mất công người ta thương, phụ người ta mua nhiều lắm vậy không hết. Thôi bây giờ Bích Trâm lấy 4 chai nè. Còn thiếu tao 300 ngàn trả tao liền mày. Đừng có nói nhiều, 300 ngàn vậy. Vậy có bớt của cô Diệu Hương. Cô lấy bớt cho. Mày ở nhà tao thì bây giờ tao chuyển khoản cho nó mày phải trả tao chứ. Cái bớt tiền vừa lấy. Ờ chung nhóm đó, chung nhóm đó. Nhóm là nhóm, nhưng mà tiền bạc là tiền bạc. Chính đứa nào nhắn tên chị trả bộ tiền giùm cho em. Nè, để bớt đi nhà chị. Bữa nay mọi người lấy tiền tươi đó. Ô, tiền tươi, tiền tươi. Tiền tươi, tiền tươi, tiền tươi. Tụi nó có tiền tươi đó, ba trăm, ba trăm.